Kênh tin tức online xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo những bản tin của chúng tôi. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin quan trọng và hấp dẫn của thể thao Việt Nam. Thông tin đầu tiên đầy bất ngờ khi Thái Lan rủ Việt Nam đăng cai giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025. Tiếp theo là thông tin lộ lý do ngôi sao bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam bị nghi ngờ khi đánh giải vô địch thế giới tháng 12 năm 2023. Tiếp theo là thông tin ngôi sao bóng chuyền Việt Nam trở lại Thái Lan chinh chiến. Và nối tiếp là thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm và lo lắng của người hâm mộ. Tiền bóng chuyền nữ Việt Nam đối mặt vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở giải vô địch thế giới các câu lạc bộ 2023. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, đầy bất ngờ khi Thái Lan rủ Việt Nam đăng cai giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025. Hiệp hội bóng chuyền Thái Lan đang thảo luận với một số quốc gia tại Đông Nam Á để đăng cai giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Theo thông tin từ trang chủ Liên đoàn bóng chuyền châu Á AVC, những người đứng đầu FIVB, khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, bà Sudawan Wasupakisopoy, về quan điểm của đất nước này trong nỗ lực đăng cai tổ chức giải vô địch bóng chuyền thế giới FIVB lần thứ 20 vào năm 2025. Buổi làm việc được tổ chức tại văn phòng Bộ Du lịch và Thể thao. Một số lãnh đạo cấp cao của AVC như Phó Chủ tịch, danh dự, kiêm giám đốc điều hành Liên đoàn bóng chuyền châu Á, ông Sanbit Wansapren, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền châu Á, ông Kittipong Ratchathirankai và Tổng thư ký Hiệp hội bóng chuyền Thái Lan, TVA, ông Natapong Kesapan cũng tham gia cuộc họp đa phương. Đối tác tin cậy của FIVB là Volleyball World gần đây đã công bố triển khai quy trình đấu thầu thành phố đăng cai cho hai phiên bản tiếp theo của giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới FIVB và giải vô địch bóng chuyền nam thế giới FIVB vào năm 2025 và 2027. Chủ tịch TVA, ông Sopon, trước đó đã tiết lộ Hiệp hội đã đề xuất đăng cai tổ chức giải vô địch thế giới nữ FIVB năm 2025 để đáp lại tình yêu của người hâm mộ xứ Chùa Vàng dành cho bóng chuyền. TVA cũng đã lên kế hoạch đàm phán với các nước Đông Nam Á khác, bao gồm Philippines, Indonesia và Việt Nam, để cùng đấu thầu đăng cai giải bóng chuyền danh giá này. Ngoài việc thảo luận về nỗ lực của Thái Lan, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, FIVB và đơn vị đối tác Volleyball World nhằm mục đích tìm kiếm sự hỗ trợ cũng như đánh giá tiềm năng và cơ hội của Thái Lan để đạt được lợi ích khi đăng cai giải vô địch thế giới. Quan trọng hơn, người ta kỳ vọng rằng việc tổ chức sự kiện tầm cỡ thế giới có thể chuyển hóa nguồn lợi này sang các quỹ ủy thác quốc tế trong nước về thể thao. Bắt đầu từ năm 2025, giải bóng chuyền vô địch thế giới được mở rộng từ 24 đội lên thành 32 đội. Bên cạnh đó, giải đấu sẽ tổ chức 2 năm một lần thay vì 4 năm một lần. Bóng chuyền nữ Việt Nam đứng trước cơ hội góp mặt tại sân chơi thế giới. Với số lượng đội tuyển tham dự tăng đột biến, Thái Lan không thể tự đăng cai giải bóng chuyền danh giá nhất thế giới. Do đó, việc lựa chọn các quốc gia trong khu vực đứng ra cùng tổ chức giải đấu có thể chia sẻ những rủi ro và lợi ích liên quan, tăng cường quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, đồng chủ nhà và thúc đẩy nền thể thao ở khu vực Đông Nam Á. Việc có nhiều hơn một quốc gia đăng cai giải vô địch thế giới hoàn toàn khả thi đối với Đông Nam Á. Khu vực này là một trong những thị trường bóng chuyền lớn nhất và phát triển nhanh nhất ở châu Á. Do sự phổ biến ngày càng tăng của môn thể thao này ở các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia hay Philippines. Sự tăng trưởng của thị trường bóng chuyền được hỗ trợ bởi các giải đấu bóng chuyền trong nhà và bãi biển ngày càng được chú trọng về quy mô tổ chức lẫn chất lượng chuyền môn. Bên cạnh đó, các nước Đông Nam Á và Thái Lan nói riêng từng có kinh nghiệm tổ chức một số sự kiện bóng chuyền lớn bao gồm Volleyball Nations League, giải vô địch thế giới các nhóm tuổi FIVB và giải vô địch bóng chuyền châu Á. Thông tin tiếp theo khiến nhiều người quan tâm khi lộ lý do ngôi sao bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam bị nghi ngờ khi đánh giải vô địch thế giới tháng 12 năm 2023. Cô ấy được coi là một trong những trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và sắp tham dự giải vô địch các câu lạc bộ thế giới 2023, nhưng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Kiều Trinh vừa cùng Bộ Tư lệnh Thông tin tham dự giải vô địch quốc gia 2023. Cô chơi khá nhạt nhòa và không thể giúp đội bóng chuyền nữ quân đội vào top 3 giải đấu, dù được coi là ngôi sao tấn công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Ở bán kết, Kiều Trinh cùng Bộ Tư lệnh Thông tin để thua Hóa chất Đức Giang 1-3. Sau đó, cô và các đồng đội tiếp tục để thua VTV Bình Điển Long An 1-3 trong trận đấu tranh hạng 3 và chỉ có thể kết thúc giải vô địch quốc gia 2023 ở vị trí thứ 4.
Dù thành tích này tốt hơn mùa trước, Bộ Tư lệnh Thông tin xếp thứ 5 chung cuộc, nhưng vẫn bị coi là nỗi thất vọng với những người hâm mộ đội bóng chuyển nữ quân đội. Tại sao Kiều Trinh không đạt hiệu quả thi đấu như kỳ vọng? Câu trả lời là cô có dấu hiệu quá tải rất rõ ràng, khiến thể lực suy giảm thấy rõ, ảnh hưởng tới khả năng tấn công. Nhìn lại chặng đường Kiều Trinh đã trải qua kể từ đầu năm, người ta mới giật mình khi biết cô đã tham dự tới 13 giải đấu ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Cụ thể, các giải đấu mà Kiều Trinh đã góp mặt gồm có Cúp Hoa Lư Bình Điền tháng 2, vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hùng Vương tháng 3, giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á tháng 4, SEA Games 32 tháng 5, AVC Challenge Cup tháng 6, FIVB Challenge Cup tháng 7, C-V-League tháng 8, VTV Cup tháng 8, giải vô địch châu Á tháng 9, ASEAN tháng 9, U23 quốc gia tháng 10, vòng 2 và vòng chung kết vô địch quốc gia tháng 11. Kiều Trinh là vận động viên đánh chính ở cả Bộ Tư lệnh Thông tin lẫn tuyển Việt Nam, nhưng cô vốn không mạnh về thể lực. Kiều Trinh thường bị xuống sức trong các trận đấu kéo dài quá 3 set. Thế nên việc tham dự hàng loạt giải đấu kể từ đầu năm 2023 khiến thể lực của đối chuyền người Quảng Bình bị bào mòn nghiêm trọng. Do thể lực suy giảm nên Kiều Trinh chơi kém hiệu quả ở giải vô địch quốc gia 2023. Đây là lời cảnh báo đối với huấn luyện viên Tuấn Kiệt khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn tham dự giải vô địch thế giới các câu lạc bộ vào tháng 12 năm 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Điều đáng ngại là ở tuyển Việt Nam hiện nay, huấn luyện viên Tuấn Kiệt không có phương án thay thế đáng tin cậy cho vị trí của Kiều Trinh. Đúng ra Bích Tuyền đánh đối chuyển rất xuất sắc, nhưng tay đầu quê Vĩnh Long lại từ chối tập trung đội tuyển quốc gia để tham dự giải vô địch thế giới các câu lạc bộ 2023. Gần như chắc chắn, Kiều Trinh lại đánh chính ở giải này. Vấn đề là hiệu quả thi đấu của cô đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khi cô đã bộc lộ dấu hiệu quá tải về thể lực ở giải vô địch quốc gia mới rồi. Tuyển Việt Nam tập trung trở lại từ 25 tháng 11 và sẽ có 2 tuần tập luyện chuẩn bị trước khi lên đường đi Hàng Châu, Trung Quốc vào ngày 11 tháng 12 năm 2023. Nối tiếp là thông tin đầy bất ngờ khi ngôi sao bóng chuyền Việt Nam trở lại Thái Lan chinh chiến. Nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam Đinh Thị Trà Giang đang chuẩn bị trở lại Thái Lan vào đầu năm sau để chinh chiến tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia nước này. Theo một số nguồn tin, nữ tuyển thủ quốc gia Đinh Thị Trà Giang có khả năng sẽ trở lại Thái Lan thi đấu vào đầu năm sau. Phụ công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng thi đấu cho 3PB Nakhonot ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan hồi đầu năm nay và có màn trình diễn khá ấn tượng. Phụ công từng khoác áo Vietinbank lên tuyển lần đầu tiên năm 2009 khi cô mới 17 tuổi. Cùng với những đàn chị như Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Trà Giang đã từng giành 4 huy chương SEA Games liên tiếp trong giai đoạn 2009-2015, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Trà Giang đã đón sinh nhật lần thứ 31 bằng trận ra quân ở kỳ SEA Games 32, kỳ đại hội thứ 5 trong sự nghiệp của cô nàng. Và nối tiếp là thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm và lo lắng của người hâm mộ. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối mặt vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở giải vô địch thế giới các câu lạc bộ 2023. Vào ngày 13 tháng 12 tới, Sports Center One với nòng cốt là các tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tranh tài tại giải vô địch các câu lạc bộ thế giới tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 11, các tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho hành trình tại giải bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á 2023 diễn ra vào ngày 13 tháng 12. Tại giải đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự với cái tên Sports Center One. Phong độ rất cao của những cái tên như Thanh Thúy, Kiều Trinh hay Đoàn Xuân đã giúp cho Sports Center One đánh bại câu lạc bộ đến từ Thái Lan Diamond Foot để lên ngôi vô địch giải các câu lạc bộ châu Á lần đầu tiên trong lịch sử, qua đó giành tấm vé đến giải thế giới. Tuy nhiên, sau nửa năm chinh chiến quá nhiều giải đấu với cường độ dày đặc cùng việc thiếu hụt trụ cột, cơ hội để Sports Center One có thể làm nên bất ngờ tại giải đấu sắp tới là không cao. Sự vắng mặt lớn nhất, đáng tiếc nhất của đội bóng không ai khác ngoài Trần Thị Thanh Thúy. Dù thời điểm diễn ra giải đấu trùng với thời điểm nghỉ đông của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản, song ràng buộc về hợp đồng với đội chủ quản PFU Blue Card, không cho phép 4T có thể thi đấu cho một câu lạc bộ khác. Đó sẽ là một tổn thất vô cùng to lớn với đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, bởi ai cũng hiểu Thanh Thúy quan trọng như thế nào trên hành trình gặt hái rất nhiều thành công của bóng chuyền Việt Nam trong năm 2023. Thiếu đi tay đập quê Bình Dương, vấn đề đầu ra trong các pha tấn công sẽ là bài toán đau đầu với ban huấn luyện đội bóng. Trong khi đó, các trụ cột khác của đội vừa trải qua lịch trình thi đấu dày đặc từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho đến câu lạc bộ.
đồng thời một vài cái tên trong số đó cũng có được phong độ tốt ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia vừa kết thúc vào cuối tuần trước. Những Lâm Oanh, Nguyệt Anh như Quỳnh Đoàn Xuân đều không có những màn trình diễn ổn định trong màu áo câu lạc bộ. Việc có thể căng đáng được vị trí chủ công mà Thanh Thúy để lại sẽ là áp lực không nhỏ với tay đập trẻ tuổi như Như Quỳnh. Cầu thủ có phong độ cao nhất là tay đập ghi nhiều điểm nhất giải vừa rồi Nguyễn Thị Bích Tuyền đã từ chối lên tuyển vì lý do cá nhân. Còn người được triệu tập chám vào vị trí của Thanh Thúy, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy vẫn rất trẻ và nhiều khả năng sẽ chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị, tích lũy kinh nghiệm dần dần. Ngay cả khi có đội hình tốt nhất, Sport Center One khó có thể chống lại được sức mạnh của các ngôi sao đẳng cấp thế giới như Gabi Grumares, Zenda Gunes hay Jordan Thompson. Dẫu vậy, những màn trình diễn thuyết phục tại giải đấu tầm cỡ thế giới này vừa đem lại cơ hội cọ sát quý giá cho các cầu thủ của chúng ta, vừa chứng minh được tiềm năng, năng lực của bóng chuyền Việt Nam trên trường quốc tế.